Đó, người dân đang đứng ở ngoài đây mà bắt đây. Công dân phải gọi là đang sát dân đây. Ê, bà con thấy không? Đó, tôi những người dân đang đi vậy mà bắt dân này. Đó, bắt thôi, đó, đó, quý trường này. Đó, đó, cắt rồi, hơn 10 người bắt dân đó. Ê, đây, anh làm gì? Anh bắt dân đó, không, đó, không. Đó, cái anh bao nhiêu người mà con nó bắt nè. Đúng không? Hả? Người dân đang đi vào đây, coi sao mấy anh bắt. Hả? Mẹ đây này anh hay là tấn áp dân. Công ty Hồng Sơn sai phạm sẽ tiết ăn xong tấn áp. Người dân đang ngồi bị loại chỉ đang đẩy ở bên đây mà các anh bắt. Đây này. Bà con. Bà con thấy này. Hả? Đây là đường cái ở đây này. Dân đang đi về mà tấn áp bắt dân này. Đó. Như một lực lượng cơ động cả 50 người này. Công an nhân dân này. Và các anh này quay phim đó này. Hả? Và anh này này. Đó. Anh này là công ty của ở đâu đây? Hồng Sơn ở đâu đây? Đang giúp tấn áp sai phép này. Đó, nguyên một lực cả một lực lượng cơ động công an nhân dân, cảnh sát cơ động. Cảnh sát cỡ cả cảnh sát giao thông luôn. Và xe cứu thương. Ha. À. Bè đang tự nhiên bắt bớ dân vô cơ này. Đó. À. Alo. Alo, alo, alo. Đó, vừa rồi các bạn có thấy mình quay clip không? Nguyên cả một lực lượng cả 50 người dân đang đứng ở ngoài đường cái mà ra bắt dân, đè dân xuống. Các bạn có thấy không? Đây là sự thật rành rành. Và video clip này chứng minh thực tế cho các bạn thấy về tình hình mà thu hồi đất đai trái phép và không đúng quy trình pháp luật theo nghị định 43/2013 của chính phủ. Ha. À. Và đã đè hết và người dân đè xuống đường ngay trên cái đường cái. Đang người dân đang đấu tranh bắt bạo động đòi quyền chính đáng theo quy định của pháp luật. Tại nãy giờ không? Video clip mà cộng đồng mạng là chứng kiến. Hôm nay mình đã thua nhưng mà mình chiến thắng. Chiến thắng về bộ đoàn quân đang cướp. Không, 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 bình thường, đừng có nói gì đó. Quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Những đồng chí công an nhân dân này nè, là từ dân mà ra phục vụ cho đất nước. Và khi mà phục vụ đất nước lại quay ra đè dân. Đè hát dân như thế này đây. Dân đã làm lụng vất vả trên mảnh đất này bao nhiêu năm. Mày nói không dám không, chúng mày đừng mày hành, con lá con lên. Bá bảo ông con mày chặt tôi xuống hỏi, cho mày anh hành lên. Vì nước mới đi đâu mà vậy nha, tục vụ. Không có cách nào vượt ba kẻ thù nào, không bảo toàn chiến đấu. Anh gọi như cái kiểu đó hả? Lực lượng công an nhân dân, vì nước bên thân, vì dân phục vụ. Không có thế nào mà không vượt qua kẻ thù nào mà công an Việt Nam không chiến thắng. Đá đá công ty Hồng Sơn Campuchia. Đá đâu? Đá đá công ty Hồng Sơn Campuchia. Đá đâu? Đá đá kêu bóng bèo. Công ty năng lượng cổ phần đầu tư tổ 1 phường Tân Thịnh Hòa Bình cướp đất dân. Kẻ bữa nay xuất hiện kẻ cướp đất.